Trò chơi dân gian. Trò chơi dân gian Việt Nam rất đa dạng và phong phú. Thông qua các trò chơi vừa giúp chúng ta rèn luyện trí nhớ, sự linh hoạt và nhạy bén, đồng thời giúp xây dựng tinh thần đồng đội và gắn kết nữa đấy. Trò chơi chi chi chành chành. Một bạn nhóm trưởng xòe lòng bàn tay. Các bạn còn lại cùng đặt một ngón trỏ vào lòng bàn tay nhóm trưởng. Tất cả đồng thanh đọc bài ca dao chi chi chành chành. Chi chi chành chành, cái đanh thổi lửa, con ngựa đứt cương, ba vương ngũ đế, cấp kế đi tìm, ua ua.